ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu đứng dậy. Chương trình diễu hành biểu dương lực lượng của Đại hội Thể dục Thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021 xin phép được bắt đầu. Đang tiến vào lễ đài là lá cờ đỏ sao vàng, hình ảnh thiêng liêng của dân tộc, niềm khát khao cháy bỏng của các thế hệ cha ông chúng ta. Mong đất nước được hoàn thành độc lập tự do, ấm no, phồn thịnh và hạnh phúc, được vinh danh trên trường quốc tế. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đang tiến vào lễ đài là hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã làm rạng danh dân tộc, non sông, đất nước Việt Nam. Sinh thời Bác dạy, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, khơi đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi dưỡng sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước, người luôn gương mẫu về rèn luyện thân thể. Chúng ta hãy tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại. Đang tiến vào lễ đài là khối rước kiệu thể thao, biểu tượng thể hiện tinh thần đoàn kết cao thượng của đại hội, thể hiện sự đoàn kết gắn bó. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao xã Hải Sơn diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Hàng năm tỷ lệ người tập thể dục thể thao, tỷ lệ gia đình thể thao đều tăng, thể hiện phong trào rèn luyện sức khỏe để xây dựng quê hương của nhân dân xã Hải Sơn. Mỗi chúng ta hãy khắc và nêu làm nêu gương của Bác, ngày nào cũng tập thể dục cho thân thể cường tráng. Chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng cho tinh thần thể thao sáng mãi. Tham gia lễ diễu hành còn có các gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Hải Sơn. Các em sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Các em đã và đang được xã hội quan tâm, chăm lo dành cho những gì tốt đẹp nhất để ngày mai các em vững vàng tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và viết tiếp những trang sử mới hào hùng vẻ vang, làm rạng danh dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đang tiến vào lễ đài là khối cầu hồng thể thao rất mạnh mẽ và tự tin, thể hiện sức trẻ của xã Hải Sơn, sẵn sàng đối đầu với mọi gian nan thử thách, đối đầu với những khó khăn hội nhập. Ý đảng lòng dân cùng thống nhất, quyết tâm xây dựng xã Hải Sơn giàu đẹp văn minh. Đang tiến vào lễ đài là khối giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn, trường mầm non Hải Sơn, đại diện cho các thầy giáo, cô giáo và học sinh của các trường học trên địa bàn. Trong những năm qua, thầy và trò các nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua, dạy tốt, học tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc. Chúc mừng các nhà trường và các thầy cô giáo sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, góp phần nâng cao và phát triển toàn diện lý tuệ và thể chất cho các em học sinh thân yêu. Đang tiến vào lễ đài là đội hình lực lượng quân sự xã và bộ đội biên phòng, những chiến sĩ mang quân phục màu xanh, màu của núi rừng biển cả. Các đồng chí vẫn đang hàng ngày, hàng giờ bám trụ nơi biên cương của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, không quản ngày đêm, không ngại khó khăn nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì bình yên của mỗi gia đình, cho mỗi người dân. Đại hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước nhân dân giao phó. Đang tiến vào lễ đài là hội cựu chiến binh xã Hải Sơn. Hội với tên 40 hội viên là các chiến sĩ đã từng phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Sau hơn 24 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, phát huy bản sắc anh bộ đội cụ Hồ, hội cựu chiến binh xã luôn đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phối hợp với chính quyền ngành đoàn thể, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đang tiến vào lễ đài là khối thanh niên, phát huy truyền thống thanh niên tình nguyện, xung kích đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện lời Bác dạy: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
Những năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, đoàn thanh niên xã là điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận, đoàn kết lực lượng thanh niên, khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức trong hệ thống chính trị là cánh tay đắc lực và tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuổi trẻ Hải Sơn đang từng sức sống, nhiệt huyết, sức trẻ để xây dựng quê hương giàu đẹp. Đang tiến vào lễ đài là khối phụ nữ duyên dáng trong tất cả áo dài truyền thống Việt Nam cùng các trang phục truyền thống của dân tộc, mang bản sắc riêng của dân tộc mình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với trên 270 hội viên là những bông hoa tươi thắm, là cơ sở hậu phương vững chắc, đại diện cho những tấm gương phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong những năm qua, hội luôn luôn được đánh giá cao, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hai lần tặng bằng khen, và nhiều năm liền được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Hội Phụ nữ xã Hải Sơn đã góp phần cùng với toàn đảng bộ và nhân dân xã Hải Sơn xây dựng xã Hải Sơn giàu đẹp, văn minh. Kính thưa đại hội, đang tiến bước vào lễ đài là khối nhân dân xã Hải Sơn với những nét mặt vui tươi, những bước chân khỏe khoắn đại diện cho hơn 1.500 người dân của xã Hải Sơn. Đi đầu là cán bộ và nhân dân thôn Cò Hèn, đơn vị có bề dày lịch sử về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, cách mạng. Nhiều kỳ đại hội, tôi luôn đạt được thành tích tốt nhất khi tham gia. Hiện nay, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục được duy trì với nhiều môn thế mạnh như bóng đá, đánh quay, đẩy gậy, bóng chuyền hơi. Tiếp theo là khối cán bộ và nhân dân thôn Lục Trấn. Đây là thôn đang có các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ nhất trong toàn xã. Tham dự đại hội thể dục thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021, thôn tham dự tất cả các nội dung thi đấu của đại hội. Tính tới thời điểm hiện tại, thôn đang có thành tích dẫn đầu toàn đoàn tại đại hội lần này. Xin được nồng nhiệt chúc mừng các thành tích của thôn. Vâng, và tham gia đại hội tiếp theo là khối cán bộ và nhân dân thôn Thám Thu Xã. Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn Thám Thu Xã đang từng bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tích nổi bật. Tại đại hội lần này, xin chúc các vận động viên thôn Thám Thu Xã đạt nhiều thành tích cao. Kính thưa đại hội, đang tiến vào lễ đài là khối các trọng tài và các vận động viên của chúng ta. Tham gia đại hội lần này với 11 nội dung thi đấu, trải qua những phút giây căng thẳng và hào hứng, các trọng tài của chúng ta đã thể hiện tốt vai trò của mình, đã điều hành các trận đấu diễn ra theo đúng điều lệ và đảm bảo tinh thần thể thao trong sáng. Các vận động viên đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần đoàn kết, học hỏi, tinh thần thể thao trung thực. Tập thể trọng tài và vận động viên của chúng ta đã tạo nên một đại hội thành công rực rỡ. Chúng tôi xin cảm ơn và kính mời đoàn chủ tịch đại hội, các quý vị đại biểu ổn định tổ chức, đề nghị các khối diễu hành ổn định trật tự để đại hội được tiếp tục chương trình. Xin trân trọng cảm ơn đoàn chủ tịch và các quý vị đại biểu. Xin mời các đồng chí. Kính thưa đại hội, những năm qua công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi luôn được Đảng ủy, chính quyền phường, chính quyền xã đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt để các em hăng say học tập. Kết quả học tập của các em luôn là niềm vui đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Sơn. Tại đại hội hôm nay, đoàn đại biểu liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn mang đến những bó hoa tươi thắm để chúc mừng đại hội. Sau đây xin mời các em tặng hoa đoàn chủ tịch. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bé Quang Vinh, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021, đại diện đoàn chủ tịch lên nhận hoa chúc mừng. Cảm ơn các em, chúc các em sẽ có một năm học mới đạt với nhiều thành tích mới. Kính thưa đại hội, một trong những nghi thức vô cùng quan trọng của các kỳ đại hội là nghi thức rước đuốc và thắp lửa. Tại đại hội, đây là nghi thức báo hiệu đại hội chính thức bắt đầu. Đề nghị các khối chỉnh đốn đội hình, ổn định trật tự để lễ rước đuốc được bắt đầu. Mic tí nào, mic ấy à? Kính thưa đại hội,
Đang tiến vào lễ đài là đội rước nguồn nước của Đại hội Thể dục Thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021. Ngọn lửa thiêng liêng của tinh thần thể thao chân chính, ngọn lửa đã thắp lên từ đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn, là nâng ghi dấu lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngọn lửa đã ngửa các vận động viên tiêu biểu có nhiều thành tích, đóng góp cho phong trào thể dục thể thao nói chung và thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021 nói riêng, rước vào lễ đài. Ban tổ chức đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bé Công Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao lên châm lửa truyền thống cho đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ngọn lửa thiêng đã được cháy trên đại lửa đại hội đã khai mạc đại hội thể dục thể thao xã Hải Sơn lần thứ tư năm 2021 chính thức bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bế Quang Minh. Xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu đứng lên hướng về phía khán đài, các khối ổn định trật tự để làm lễ chào cờ.